Giáo sư tâm lý Đại học Harvard chỉ ra 12 thói quen là chìa khóa hạnh phúc hơn mỗi ngày. Hạnh phúc không nằm trong mắt người khác mà xuất phát từ trái tim mỗi người, một cuộc sống hạnh phúc bắt nguồn từ những thói quen hạnh phúc. Giáo sư khoa tâm lý học Đại học Harvard, William James, tác giả những cuốn sách nổi tiếng liên quan đến lĩnh vực tâm lý học, khuyên chúng ta nên làm 12 điều dưới đây để tận hưởng hạnh phúc đến từ các điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Khi bạn hạnh phúc, mọi thứ xung quanh bạn tự khắc xuân sẻ, may mắn tự tìm tới. 1. Biết ơn mọi thứ chúng ta hãy sống chậm lại giữa thế gian vội vã quan sát xung quanh kỹ hơn và hãy một lần để tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống một bông hoa trên vỉa hè cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp một cơn mưa rào bất chợt hoặc đôi mắt người bạn đời của mình hãy biết ơn mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời mình khi bạn có một trái tim biết ơn mọi thứ xung quanh hiểu ra quy luật kỳ diệu của tạo hóa bạn sẽ tự động cảm thấy hạnh phúc hai kết nối với những người lạc quan tích cực theo giáo sư, các yếu tố bên ngoài có sự ảnh hưởng sâu sắc nhất đến hạnh phúc cá nhân là các mối quan hệ của con người. Vì vậy, nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy kết nối với những người bạn lạc quan, những người trân trọng bạn và những người có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn, vui vẻ hơn và ý nghĩa hơn. Ảnh minh họa 3. Nuôi dưỡng sự đồng cảm Khi chúng ta cố gắng bước vào tình cảnh của người khác, đặt mình vào vị trí của họ, chúng ta sẽ nhìn cuộc đời bằng lòng vị tha. Có cái nhìn khách quan và đồng cảm, từ đó, cuộc sống của chúng ta ít đi sự thù hằn, trở nên hạnh phúc hơn. 4. Không ngừng học tập Học tập giúp chúng ta trẻ trung, năng động và ước mơ giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Khi chúng ta sử dụng bộ não của mình dành cho việc học, chúng ta ít để tâm vào những suy nghĩ không vui. Duy trì để đạt được mục tiêu học tập nào đó cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. 5. Chấp nhận đối mặt với khó khăn Khi gặp thử thách trong cuộc sống, những người sống hạnh phúc không để bản thân bị đánh gục và rơi vào trạng thái tiêu cực. Thay vào đó, họ sẵn sàng đối mặt với thách thức và dùng nguồn năng lượng tiêu cực biến thành động lực để tìm ra giải pháp. Trở thành một người biết chấp nhận khó khăn, bạn sẽ xây dựng được sự tự tin cho bản thân và khả năng hoàn thành bất cứ điều gì bạn đặt ra. Bất cứ thử thách nào ập đến bất ngờ. Ngày 6, làm những gì bạn thích. Mỗi người dành hơn một phần ba cuộc đời để làm việc, nên việc yêu thích những gì chúng ta làm có tác động rất lớn đến hạnh phúc của bản thân. Nếu điều kiện chưa cho phép, Hãy cố gắng tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa trong công việc hiện tại của bạn hoặc nuôi dưỡng một sở thích riêng. 7. Sống cho hiện tại. Khi bạn cảm thấy chán nản, bạn đang sống cho quá khứ. Khi bạn cảm thấy lo lắng, bạn đang sống cho tương lai. Nhưng khi bạn cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc và bình yên, chính là bạn đang sống cho hiện tại. 8. Cười nhiều hơn. Tiếng cười là liều thuốc mạnh mẽ nhất có thể chống lại sự tức giận, bực bội. Nghiên cứu của Harvard đã chỉ ra rằng hành động cong khóe miệng có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc. Vì vậy, hãy cố gắng cười nhiều hơn để đối phó với những cuộc chiến khốc liệt của cuộc sống. 9. Học cách tha thứ. Phẫn nộ và tức giận là những hình thức tự trừng phạt chính bản thân mình. Khi bạn tha thứ, bạn thực sự đang đối xử tốt với chính mình. Ai cũng mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng thông qua những sai lầm đó, chúng ta tiếp thu và trưởng thành để trở thành một phiên bản tốt hơn của quá khứ. Ngày 10, thường xuyên nói lời cảm ơn hay luôn trân trọng những người bên cạnh bạn. Và điều quan trọng hơn hết, hãy bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn theo một cách nào đó, dù lớn hay nhỏ. Ngày 11, tập trung vào những gì bạn đang làm. Khi bạn đặt tâm trí, trái tim và tâm hồn của mình vào những gì bạn đang làm, bạn đang tạo ra một trạng thái hạnh phúc được gọi là dòng chảy. Khi bạn đang sống trong dòng chảy, bạn sẽ ít quan tâm đến những gì người khác nghĩ về bạn và ít bị làm phiền bởi những thứ không quan trọng. Tất nhiên, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, có nhiều thời gian và làm tốt hơn công việc hiện tại. 12, nỗ lực hết mình. Mọi người đều có những giới hạn, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như mong muốn của chúng ta, bất chấp chúng ta nỗ lực như thế nào. Vì vậy, hãy luôn cống hiến hết mình và sau đó hãy để các sự việc diễn ra theo lộ trình của chúng. Khi bạn đã làm hết sức mình, cho dù kết quả không như mong muốn, chúng ta vẫn không hối tiếc.